siêu phẩm lại về cho cô chú anh chị mình, dạng 15-16 tấn, xuất sắc sau núi liền bè 100%, đi máy 4 thủy nha cô chú anh chị, dòng trơm dòng tre. Mời bà con coi clip ngày hôm nay, mời cô chú anh chị, giá hợp lý lắm nha, có giấy tờ luôn. Dạ chào bà con đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Xuất sắc chưa? Hôm nay mừng như má đi chơi về cô chú anh chị, lên cho bà con mình một em ghe tầm 15-16 tấn, sau núi liền bè từ đầu tới đuôi 100% và có giấy tờ, da cùng mềm mỏng, rất mềm luôn. Mời cô chú anh chị mình coi. Dạ giới thiệu cô chú anh chị mình bé ghe 15-16 tấn hôm nay giới thiệu cho bà con á, thì bé này nó là mây nhôm, đầu cao đít cất nha cô chú anh chị. Từ mặt nước xuống tới phía dưới nó tầm khoảng 1m8, 1m9 lận. Mũi rất là đẹp cô chú anh chị. Mây nhôm ha. Mặt lão bè. Bè gió thì rất là lớn cô chú anh chị. Bè gió là tầm khoảng 5 tấc. Bè dành cũng lớn luôn. Bè dành cũng tầm khoảng 4 tấc cô chú anh chị. Bè này dày nha. Trên 2 phân. Ấp khẩu nè cô chú anh chị. Con này có giấy, một mua chín và một mua mát. Giá thì con này cũng hợp lý của chú anh chị, đang nằm ở dòng trơm Bến Tre. Và cô chú anh chị mình thấy hợp nhãn, vừa mắt vừa công việc mình làm, và nghe cái giá thì alo trực tiếp chủ giùm em. Dáng ghe bà con mình thấy không? Cao, đầu đít cũng cao nữa, không đòn lắm cô chú anh chị. Con này hiện tại bây giờ chủ ghe đang đi dừa. Bà con mình mua về mình có muốn chở hàng à, làm ghe te, ghe cào biển gì cũng được nha cô chú anh chị nha. Dáng ghe đã đẹp rồi thì mình làm gì cũng được hết cô chú anh chị. Rất là duyên, rất là dễ làm ăn ha. Ghe này thì kích thước 2m6, dạ dài 13m5. Chi tiết luôn. Đã cực kỳ không? Để em lui lại phía sau tí xíu cho cô chú anh chị mình coi nha. Đây là cái dáng của em đó nè cô chú anh chị. Đó, lý do vì sao mà mấy hôm nay hỏi em không có lên ghe cô chú anh chị. Dạ ghe thì thứ nhất là nó không có giá, nó không hợp lý. Dạ thứ hai là ghe nó không đẹp và không tìm được trực tiếp chủ. Dạ cho nên là em không quay nha cô chú anh chị. Thà là không có clip. Dạ chứ đã lên cho cô chú anh chị rồi, thứ nhất là ghe là phải đúng chủ. Thứ hai giá phải hợp lý theo cái chất lượng ghe. Và ghe phải chất thì em lên liền cho cô chú anh chị mình. Bà con cũng thông cảm giùm cho em mấy thời gian qua nha. Hôm nay mà nghe báo ghe xuống thấy ghe như vậy, nói thiệt cô chú anh chị là mừng như má đi chợ về thiệt luôn á. Rất đẹp. Kích thước ghe mà 15-16 tấn ngang 2m6 như vậy á cô chú anh chị, ít lắm, ít khi nào thấy được cái con ghe VIP mà chất như vậy lắm. Đó, lên được mà nhìn thấy cái em ghe cỡ này thôi quá phê rồi. Liền bè nha cô chú anh chị nha. Và đặc biệt con này là giấy tờ đúng chính chủ luôn. Cô chú anh chị mình về làm gì cũng được hết á. Alo trực tiếp cho chủ ghe thì chủ ghe sẽ thương lượng với cô chú anh chị mình. Và xuống đây mình coi cây cối, kiểm tra máy, test thử gì đó thì cứ qua trực tiếp chủ của chú anh chị. Em chỉ là người đi coi trước cho cô chú anh chị mình thôi, để cho bà con mình dễ lựa chọn. Và cái giá cả thì em cũng báo trực tiếp để cho cô chú anh chị mình lựa chọn trực tiếp qua chủ. Xuống đây chủ người ta còn thương lượng gì cho bà con á thì người ta thương lượng ha. Bởi vì từ xưa giờ mình mua bán không qua cò lái cô chú anh chị. Đi quay thấy ghe đẹp thì quay thôi, đã em nói rồi. Về già này mình lật cái YouTube mình ra cô chú anh chị, mình coi. Đó, mở ra mình coi lại là ngày xưa mình đã đi săn được bao nhiêu con ghe đẹp. À, đang quay cho cô chú anh chị thì chủ ghe báo là chạy về liền, để dỡ cái hầm máy ra cho cô chú anh chị mình coi ở phần bên trong hầm máy. Đó, con bà con mình thấy không? Mặt ghe quá đẹp luôn nè. Đúng là hôm nay em nói thiệt cô chú anh chị em rất mừng vì lựa chọn được một cái con ghe để lên clip ngày hôm nay cho cô chú anh chị. Một con ghe quá đẹp, 15-16 tấn, xuất sắc luôn. Phải gọi là xuất sắc nha cô chú anh chị. Có giấy tờ luôn nha. Quá đã luôn. Xuất sắc ngày hôm nay vì đã lựa chọn được em ghe này. Rồi bây giờ chờ chủ ghe về để cho bà con mình coi ở bên trong phần máy móc nha. Tiếp tục mời cô chú anh chị. Tại vị trí này là đã lựa chọn được rồi, giá 95 triệu cho bà con mình, tầm 15-16 tấn nha, 2m6, 13m5 ở dòng trơm Bến Tre. Đã có ghe cho bà con, phù hợp cho những cô chú anh chị làm ghe dàm, ghe cào, ghe te, ghe câu gia đình, ghe nhà ở, rất xuất sắc. Và ghe biển cũng được vì phần mũi của em nó rất là cao, và dạ, tầm khoảng 1m8, 1m9 mới chạm nước nha. Rồi chờ chủ ghe thôi bà con. Và dạ, đây là chi tiết từ sau nhìn tới nha cô chú anh chị, cũng là cái phần bè phía trong. À, lúc nãy em không có quay được cho cô chú anh chị mình coi á. Con này kích thước là 2m6, dài 13m5 thì nó rơi vào cũng tầm khoảng 15-16 tấn. Dáng ghe thì nổi cao nước như cô chú anh chị mình đang thấy, đầu cao đít cất. Mặt lá bè rất lớn nha. Mặt lá bè gió thì tầm khoảng 5 tấc của chú anh chị. Mặt lá bè dành là phía dưới của cái ấp khẩu màu đỏ đỏ đó thì cũng tầm khoảng 4 tấc. Lá phủ thì 5 phân. Ngay miếng chặn đuôi của chú anh chị mình thấy không? Đây nè, vị trí nè. Chặn của đuôi ghe, miếng đó cũng tầm khoảng 4 tấc của chú anh chị. Ghe rất là liền, rất là đẹp ghe luôn. Và lông đền đít thì còn nổi tầm khoảng 5 phân nó mới chạm nước. Tiếp bánh lấy nóc nha của chú anh chị nha. 2m6, 13m5. Ghe rất đẹp luôn.
Dạ có một mui chính và một mui lón. Rồi mời cô chú anh chị mình đi cái chi tiết phía bên ngoài với em. Rồi sau đó mình sẽ vô bên trong nha. Đây là cái vị trí phía trong hồi nãy em không quay được cho cô chú anh chị mình nè. Rất lịch sự nha cô chú anh chị. Ghe hiện tại đang nằm ở Dòng Trơm, Bến Tre. Số điện thoại của anh chủ thì em sẽ gửi cho bà con mình luôn. Dạ bà con mình thấy thích hợp vừa cái công việc của mình, ngay cái tầm giá mình mua về dễ làm ăn. Dạ thì mình lấy con này, chạy máy thủy nha cô chú anh chị. Cần ra cần số nè. Tí xíu lên trên em review kỹ hơn về phần đó cho cô chú anh chị mình. Bè bọng thì em cho bà con mình coi. Rất là đẹp. Đó ao luôn cô chú anh chị. Liền ghe nha. Liền một tấm luôn. Mặt lá bè gió này cũng tầm khoảng 5 tấc rồi nè. Lá phủ đi là 5 phân. Ghe này xuất sắc nha cô chú anh chị. Mũi trẻ bằng mây nhôm. Con này có giấy tờ cho bà con mình luôn. Và có thương lượng cho cô chú anh chị. Trong cái tầm giá mình sử dụng được một cái con ghe đúng sau núi 100% như vậy. Có giấy tờ. Mai buông thủy, mây nhôm thì rất là hợp lý rồi nha cô chú anh chị nha. Dạ con mình thấy ok, alo trực tiếp chủ giùm em. Cảm ơn con. Dạ mời cô chú anh chị mình vô chi tiết bên trong. Dạ đây là chi tiết phía bên trên của em ghe 15 16 8 gửi tới cô chú anh chị mình nè. Phần dán sạp mũi nè. Số 1. Và phần đáng tiền trên con ghe này là cái bộ ốp khẩu của chú anh chị. Cô chú anh chị mình thấy không? Ốp khẩu bắt đầu từ mũi ôm xuống vai và đi thẳng ra tới phía sau luôn cô chú anh chị. Rất là lớn nha. Cái ốp khẩu này tầm khoảng 3 tấc của chú anh chị. Đây nè. Ốp khẩu này là tầm khoảng 3 tấc và là 5 phân. Cây cối trên con ghe này rất là lớn của chú anh chị. Ghe sau núi 100% nha. Công đà thì 6-12 vuông góc. Bè thì là 3 tấc 1 tấm. Đây là vàng lồng son bên trong của chú anh chị. Rất xuất sắc luôn. Và ở đây á, như cô chú anh chị mình thấy lá phủ nó cũng dày. Bè nó cũng dày, cong nó cũng dày. Cho nên là hai cái cây ốp ra này cô chú anh chị hình thức để lót dán thôi. Chứ nó không có tác dụng trong ghe luôn. Tại vì con ghe rất là chất, cực kỳ mới và cực kỳ chắc nha. Công đà bà con mình thấy vàng xương nè, khích rịch theo con re. Còn vuông góc luôn cô chú anh chị. Đó. Giá 95 triệu cho bà con mình. Cái ghe 15 16 tấn ngày hôm nay. Con này chính chủ nha. Mưa thì mưa mà quay thì quay cho cô chú anh chị mình. Có ghe đẹp, cỡ nào cũng cài cô chú anh chị. Bà con mình ở đâu có bán ghe á? Dạ khu vực Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh. Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. Dạ Vĩnh Long thì khu vực gần gần bãi máy em, thì em đi quay cho cô chú anh chị mình. Dạ còn ở xa quá thì em cũng chịu thua luôn. Dạ chứ không có chạy nổi. Có ghe đẹp cô chú anh chị mình alo giùm em nha, để em chia sẻ cho những tín đồ thích ghe đẹp của Tâm Vlog. Gặp được trực tiếp chủ, được một cái giá hợp lý theo chất ghe. Cảm ơn cô chú anh chị. Mà các bạn thấy không, phần mũi không chắc chai luôn nè. Phần mũi không chắc chai luôn nha. Xuất sắc luôn nha cô chú anh chị. Nè, mặt lá be nè. 3 tấc 1 tấm. Dữ dằn luôn cô chú anh chị. Này, bây giờ mình đi trước phần be bên phía tay trái ha. Sau đó mình coi be lường, rồi mình qua bên tay phải, tiếp tục nữa mình nhấn sâu vào bên trong hầm máy nha cô chú anh chị nha. Đó, đi quay clip cho cô chú anh chị mình. Thấy ghe đẹp là mừng khủng khiếp, mừng mừng dữ dằn lắm cô chú anh chị ơi. Em nói thiệt cô chú anh chị. Những người mà đi làm cái này á, người ta thích một cái con ghe chất lắm. Giống như cái nhà mình ở cô chú anh chị, lựa chọn được ghe đẹp. Tối ngày mình ở dưới đây mình đi với nó mà. Mình nhìn nó hàng ngày mà, càng nhìn là càng thích cô chú anh chị. Rất là đã. Một mặt lở be 3 tấc 1 tấm. Con này hơn 2 phân nha cô chú anh chị. Be rất là dày. Đó, nhìn chắc luôn, mưa nữa rồi, mưa tới nữa rồi bà con ơi. Đây, phần lường nè cô chú anh chị. Công đà thì 6-12. Nè, vuông bức chỉ luôn nè cô chú anh chị. Vuông gốc luôn nha, còn dấu cắt luôn nè. Con này là nguyên con sao núi. Lường nè cô chú anh chị. Đã chưa? Chất lượng chưa? Sướng lắm bà con ơi. Ốp ga thì con này nó đang có 2 cây ga 520. Một cặp cô chú anh chị. Ga này như em nói là chỉ có dán sạp lót lên thôi. Dạ chứ con ga rất là cứng, rất là chắc. Bởi vì tình trạng con này sau núi, chủ giữ cực kỳ kỹ. Bà con mình coi dàn be nè. Đã mắt chưa? Cỡ này thì mới lên clip được cho bà con. Chứ để mất công cô chú anh chị mình bữa rày ngồi chờ em từng cái clip ghe mà không có ghe, hôm nay phải lên lựa chọn con ghe đẹp cỡ nào cỡ cho bà con mình coi cho đáng mắt. Không những cô chú anh chị, những người cần mua ghe mà những người đã có ghe rồi, người ta vẫn thích coi kênh của em bởi vì khoái coi ghe đẹp. Ngồi chiều chiều ăn cơm, vợ chồng ăn cơm gì đó, cô chú anh chị cứ nhìn coi ghe rồi này kia cho đỡ buồn bà con. Lên trên sông nước coi mấy cái này cũng đỡ buồn. Mui nè cô chú anh chị.
Mui này là vị trí ở trong phần máy, cũng là vị trí nghỉ ngơi và chứa đồ của mình. Tí xíu để chủ ghe về mở ra rồi mình coi thử phần máy bên trong. Bây giờ mình lướt phần bên ngoài trước ha. Đây bà con, chù chà cho em phải tắt máy em leo lên quá. Đây phần bên trên này của chú anh chị. Mùi mát thì ở trên đây là ton, dưới đây là sắt, sắt và ton. Trụ đứng thì bằng gỗ ha. Đó, dưới đây kèo cũng bằng gỗ. Lái thì bé này nó chạy lấy cần nha cô chú anh chị. Đây ra tay số nè. À, ra số nha, lấy cần. Thôi như nãy em nói cô chú anh chị mình á, bé này thì ống tiếp bánh lái là inox luôn. Dàn sạp sau nè cô chú anh chị. Sau núi gạch ghi nha. Mặt lá be rất là lớn. Ở phía sau này mặt lá be con này có thể là lên tới 5 tấc luôn nè. 4 tấc tới 5 tấc mặt lá. Chất lượng. Phải nói hôm nay lựa chọn được bà con mình một em ghe rất là chất lượng. Mui thì khóa rồi, tí xíu chủ lên cho mình coi. Để coi cái dạng sắp lái đây. Quay ghe mà nôn tới mức là không cần chủ luôn cô chú anh chị. Không cần chủ lên luôn, mình vẫn quay. Đây. Bên trong long đền đít bông vụ nè, cáo cạnh cho cô chú anh chị, rất là xuất sắc nha. Em ghe này xuất sắc, 2m6, 13m5, 15-16 tấn của cô chú anh chị. Lườn đuôi nè, ốc tán inox hết nha cô chú anh chị nha. Chăm chăm chắc có thể là tiếp inox luôn rồi. Nhìn thấy dạng này vậy là cũng yên tâm đựng phần rồi cô chú anh chị. Giá 95 triệu. Rồi bây giờ mình chỉ cần chờ chủ ghe vô để dở cho mình coi phần máy như thế nào. Con này là giấy chính chủ nha bà con nha, giấy chính chủ cho bà con mình luôn. Coi phần máy, nếu như có cái bình ở dưới này sẽ nổ thử cho cô chú anh chị mình coi luôn đó. Còn không thì cô chú anh chị mình lên đây coi trực tiếp. Xin nổ máy giùm em, cảm ơn cô chú anh chị đó. Máy thủy thì nhẹ nhàng lắm đó. Vậy thôi đó bà con. Tới nè, no nè, ghe nè. Rồi bây giờ mình chờ chủ nha. Mời bà con. Rồi cuối cùng thì chủ ghe cũng xuống cô chú anh chị ha. Quay được bên trong cho bà con mình nè. Cái này là cái phần tay ga tay số này mình thấy ha. Dây xịn luôn. Trong đây có đèn luôn nha cô chú anh chị. Phần mui nè, dách mui. Mui bằng gỗ. Ở trên cũng vậy nha cô chú anh chị. Trụ đứng kèo mui gỗ hết. Sạc mui gỗ luôn. Có đèn nè, vị trí này là thùng dầu. Máy thì con này hiện tại đang đi Mitsubishi 4 thủy động cơ, có đầu nước ngọt. Con này thì chủ nói là còn chất, ít tăng đa cho cô chú anh chị mình luôn. Em tùy lắp tiếp đây bạn, thấy không? Nó giờ inox một con. Tiếp 76 inox, lắp 45. Inox hút ngoài luôn nha cô chú anh chị. Công bê bên trong xuất sắc luôn. Học số nè, số dầu của máy luôn cô chú anh chị. Cái bình hết bình rồi cô chú anh chị ơi. Còn chị heo luôn cô chú anh chị. Mitsubishi 4 mà con mình xuống đây coi trực tiếp. Chủ ghe chạy cho con mình coi. Hiện trạng thì bây giờ nó đang bị hết bình, không có đề được cho cô chú anh chị mình coi. Chứ đề được thì đề luôn cho cô chú anh chị. Bơm thái, đầu nước ngọt bé này còn nha cô chú anh chị. 95 triệu. Đầu nước ngọt còn luôn. Ghe này rất là chất, chất từ công be đến. Bây giờ mở cái mui ra thì mình thấy nó chất tới cái máy luôn cô chú anh chị. Rất là đỉnh. Đó. Rồi bà con mình coi thấy hộp nhãn vừa hôm mắt. Alo trực tiếp chủ ghe giùm em ha. Rất là xuất sắc rồi. Trong mui dán sạp cũng có đầy đủ nè. Từ phía sau nhìn tới dàn xương nè. Rồi hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo. Giờ xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Con này xuất sắc, 2m6, 13m5. Máy 4 thủy Mitsubishi. Có giấy tờ chính chủ nha. Rất là đã luôn, nước sơn nguyên zin. Công be thì liền một tấm từ đầu tới đuôi. Tiếp lắp inox. Giờ bye bye bà con, tạm biệt ạ. Quá đã. Lâu lâu lên em ghe đẹp cỡ này mới lên cho bà con chứ. Đỡ mất công chờ đợi nè. Lụm.